Sống dài cùng tháng năm miên mà, đời vui no ấm quanh năm với cùng cả tôi. Ngược xuôi con nước trôi lững lờ, xanh thắm ruộng đồng bát ngọt quê hương. Cửu Long chín nhánh phù sa, vòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Cửu Long chín nhánh phù sa, vòng tay của mẹ chan chứa tình bao la. Biển hồ trên sông nước Cửu Long, nhất vua gặp lại quý bà con cô bác và các bạn trên sông nước Cửu Long. Hồng chúc quý bà con cô bác và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui hạnh phúc. Hôm nay Hồng cũng đi theo hai vợ chồng và làm nghề đặt lợn cá heo ở cả nhà mình cùng đi với Hồng nha. Thương với Hồng, ủng hộ với Hồng, đăng ký kênh và nhấn like để chia sẻ những niềm vui của bà con làm nghề con cá trên sông Tiền và sông Hậu. Mình cảm ơn quý bà con cô bác và các bạn rất nhiều. Bình minh sáng tươi, một ngày rất là đẹp trời luôn. Mau vậy á, tưởng đâu là để ở dưới sâu hay ngờ đâu là mau vậy đó. Đó là mấy bè bự trên kia á. À. Một cái mặt nước ngoài vậy. À. Đây, dở cái đầu được là hai chú cá heo nha cả nhà, đó. Đó mấy bè bự trên. Ở đây với bên Châu Đốc có đang đi dở nè. Đang đi dở ban ngày. Sợ ban đêm phải không? Sợ ban đêm làm ban ngày. Trời ơi, mỗi nhịn giờ trắng hết trơn. Vậy mới trứng chứ. Đủ loại luôn, cái này bá nạp luôn, thơm mà không có hết. Dạ ổn quá vậy. Thank you.
cái nào dở là nghe chẳng làm sao đâu đâu là hay. Cái này chạy nhiều luôn. Bá thiệt. Tối ngày luôn hả? Quá khứ đó. Bây giờ ở cả nhà mình xem cái nhà mình có phải là đặc biệt luôn vậy, nói vậy chứ hết dàn lợp nội cái đó không cũng bổn mà. Cái loại cái tôm cũng bổn của ta. Luôn đó cả nhà mình thấy không? Quý không?
Ủa, tôm nhiều. Cái heo và tôm. Để chạy tôm nhiều nhiều cũng được. Ừ. Bỏ chạy vài ký tôm thôi cũng im rồi. Dỗ là mình nghe rèo rèo với chúng thấy. Có nó thấy hàm dỡ lên làm tạt tạt cái đó. Thấy không bự. Ừ, mà nó gặn mình giật, nó giật mình, người ta không nói nhưng người ta cũng thiền. Đúng rồi, thường thường ta nói biết mình biết ta mới được chứ. Bữa nay vậy chúng đánh tôm luôn rồi, cá heo luôn tôm. Cá heo tôm. Quá im. Hay cái mặt này là bà con mình cũng biết ha, rất là đắt tiền, tôm với cá heo. Ngày nay là cũng có heo đặc biệt là rất là hiếm hoi. Tôi độ chắc bè có nuôi cá mà được rồi, thấy không? Ừ. Kiểu bè bây giờ bỏ không cũng nhiều quá, cá nó cũng không vừa. Cá heo, cá lăng nữa.
ghe đó chạy sóng ốc nổi luôn. Có tôm nữa đó, có tôm cái chạch lấu. Đó, chạch lấu tôm heo con. Chuẩn bị xuống nội mà sạn cái bờ dây này được buộc nó cũng dữ lắm hả. Còn cá luôn. Hai thứ luôn. Yeah.
cũng đặt trước đầu phao. Cái này nó làm đẹp đẹp cả ra. Ồ, tôm mới lớn mà càng đó, xanh dần luôn nha. Quá im luôn. Cái này chắc tôm càng vô không được quá, càng bự lắm. Tại cái hôm mình thấy nhỏ ha. Tại bóp nhỏ rồi chú chạy cái heo. Bởi vậy nó nhỏ quá, tôm càng bự chắc vô không được.
Tốt quá, bao sao vô con cá heo không nọ vô con cá heo biết nói chuyện luôn tàu trong đời mấy cá heo nào bự vô con cá heo cả nhà không đứng ở nằm con heo luôn cái trời thằng nó tưởng đâu là con cá dinh hay cái gì nó bự chưa. Cảm ơn hai chồng rất nhiều nha. Rồi chúc cho hai chồng gặp nhiều điều may mắn làm ăn trên sông nước của mình nha. Mình cũng xin khép lại kết thúc video, mong quý bà con cô bác và các bạn ủng hộ kênh Sông Nước Phú Long, cho Hùng một like và đăng ký kênh. Hùng cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại video sau.